Hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú Diệu Linh hả cô? Đúng rồi. Dạ. Cô rất tức là cái vấn đề tuồng Tây Phi tập lại. Dạ. Cô sai là những người đóng của nó hết. Dạ. Nó thật sự. Dạ. Cô ba ngày từ đây cô đưa thật sự. Dạ. Tại cô cũng ngưỡng mộ cô Diệu Linh. Dạ. Dạ. Thấy ở đây cô cứ hả lúc nào mà cảm giác nó là chứng đồ ra. Dạ. Mà sáng giờ cô cũng mạnh công việc. Mà cô cũng cố gắng, cô nói là tới 1 giờ rưỡi mới đi. Chưa nắng cô ơi, rất là mệt. Chạy xe không nổi. Dạ dạ. Xa quá. Dạ. Dạ. Thôi như vậy là đã có tấm lòng rất là cao quý rồi cô ơi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Chị không có xe đi đưa tiễn chú. Chung là nghệ sĩ Kim Thoa, mà chị nghệ sĩ Kim Thoa đi ở trên xe vàng rồi kêu chị đi là xe ngoài mà nha. Người dân leo lên đông quá chị đi được. Dạ. Như vậy là hồi chị sẽ đi xe riêng để kia không chị đi chung. Dạ. Chị đang đợi nè. Dạ. Người bạn của chị nghệ sĩ Kim Thoa đi chung. Dạ. Hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng rồi nha các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 3. Hôm nay phải chờ 6 giờ rồi mới về. Ngày sẽ động quan nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, về đưa linh cữu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nghĩa trang liệt sĩ ở nghĩa trang nghệ sĩ ở trên Bình Dương nha các bạn. Và đây là những khán giả vào đó
thắp nhang cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng.
Yeah.
khác là nghệ sĩ Nguyễn Thị Hương, nơi mà nghệ sĩ Nguyễn Thị Hương đã đến và đến với bạn bè và có được những người đam mê và cả một đời tâm huyết. Ngay giờ lúc này chúng tôi thấy là có sự hiện diện của sự đoàn kết của có một cái bài chúng ta đi làm để giảm giá mà sắp diện lời của tôi khá dài lắm nói về một cảnh như và nếu mà hết lễ gì đây là hết quận 13 không thể mình lễ buổi lễ đông mọi người đang tiễn đưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các bạn thấy không, rất là đông quý thính giả để đưa vinh cụ linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ, yeah, chào cô. Dạ. Yeah. Cô là fan hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hả cô? Đúng rồi. Dạ. Cô rất tức là trong tiệc tuồng tây phi tập lại. Dạ. Cô sai là những hình đóng của nó hết. Dạ. Nó thần tượng. Dạ. Cô ba ngày từ đây cô đưa hết. Dạ. Vậy là
hôm nay là cô quyết định là phải đưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về. Lớn tuổi rồi. Dạ. Con thấy cô chắc cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng là có đôi khi là lớn tuổi hơn là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn á. Đúng rồi. Dạ. Cô rất là hâm mộ. Dạ. Mất đi một người đàn anh rất là. Rất là đau buồn. Dạ. Dạ. Dạ, vậy con với cô xin cầu chúc cho linh hồn của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được giáng sanh về miền cực lạc. Dạ. Chúc như vậy. Dạ, con cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Dạ. Có một fan hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là lớn tuổi. Hôm nay là gán giờ khoảng 11 giờ trưa rất là nắng mà đứng ở đây để mà đưa linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Bình Dương để mà nghệ sĩ ưu tú về với đất mẹ. Rất là cảm ơn cô ạ. Dạ, con xin chào cô ạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là nổi tiếng về thời xa xưa, có những bậc như cô chú lớn tuổi rất là hâm mộ chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha các bạn. Rất là buồn cho Việt Nam vì đã mất đi một nghệ sĩ rất là tài năng, một ông hoàng cải lương. Rất là buồn, đau buồn cho một tài năng đã ra đi nha các bạn. Khán giả thiếu anh thấy nhiều năm tháng, anh hát chỗ nào họ cũng mãi lần theo xem. Rồi các anh chị, các em chất nghề hát đã đôi lần được anh dạy anh ta. Họ được khóc cho anh dạy duyên kiếm, từng chữ từng lời như những mọi thứ. Em cũng vậy, không được anh chỉ bảo, bị anh rầy khi phải xuống còn không. Anh la vậy đó, thương các em nhiều lắm. Đã truyền nghề, thì anh cũng hết ruột gan. Đừng tin thành sự thi thoát. Tại rất là đông mọi người, cũng gần 11 giờ trưa là đưa chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Bình Dương, về một nghĩa trang nghệ sĩ. Rất là đông mọi người đang chuẩn bị để đưa linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về với đất mẹ nha các bạn. Rất là đông mọi người luôn. Đó các bạn thấy không? Rất là đông. Hôm nay Duy sẽ quay toàn cảnh đêm đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho các bạn xem luôn nha. Và nơi đó anh nhẹ nhàng hết thảm khi mọi người còn mãi nhắc đến Vũ Linh. Có đứa em đó quay phim cho cô mà kêu là bấm vô bạc liêu của con thì là bấm sao rồi da đó con. Dạ phải, cô phải biết về cái mà cái tên kênh của người đó. Dạ, người quay mới bấm vào được, vô YouTube mới bấm vào được. Qua con hỏi tên cái tôi cúng xong đó tôi đi về. Dạ phải họ biết tới cái tên là kênh đây đó tay kênh không YouTube đó. Dạ. YouTube Tây Ninh á, ông đó. YouTube Tây Ninh con không gành lắm. Tại vì rất là nhiều YouTube hôm đúng nay rồi, là rồi. Rất là dường tại nhiều bởi vậy. Nghĩ là biết cái tên là cái anh em đó. Dạ. Nói cô cứ về cô bấm vô gì Bạc Liêu á mà. Dạ. Cô không nhớ mấy. Nhưng mà cái gì là Bạc Liêu mới được rồi mình mới tìm ra được. Nói mấy câu đầu mà cô quên. Cô dạ, dạ. Cô chỉ nhớ Bạc Liêu à. Dạ. Phỏng vấn cô hay là sao? Quay luôn mấy chị em đang đứng. Dạ hả, đáng ra dạ. Giờ xong quay xong cô đi vô cô đốt nhà cô cũng dạ. Lát cô ra cô quên cô đi về. Dạ. Thôi vậy con để con quay cô phỏng vấn cô đi. Dạ. Rồi.
Dạ con chào cô ạ. Con nghĩ cô rất là cô cũng lớn tuổi rồi. Hôm nay là ngày mà đưa tiễn chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Bình Dương để an táng. Cô không thấy nắng sao? Con thấy rất là nắng, rất là cực nhọc luôn, cô không mệt hả cô? Tại vì cô có chú rồi. Cô lớn là nó lớn. Lớn là nó lớn. Tại vì cô cũng ngưỡng mộ chú Vũ Linh. Dạ. Dạ, thấy hôm nay cô cứ lúc nào mà cảm giác nó cũng là chú cô ra. Dạ. Sáng giờ cô cũng mệt cũng mệt. Mà cô cũng cố gắng, cô nói là tới 1 giờ rưỡi mới đi quan. Dạ. Dạ, nói thôi chú là chạm cô ra để cô chưa tiễn chú chút xíu. Dạ. Vậy là cô rất là hâm mộ chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và quyết định hôm nay là cô phải là đưa tiễn ngày cuối, cô phải đưa tiễn đến nơi cuối cùng của chú. Cô cũng đưa ra nộm thôi con. Dạ. Thời gian nhiều quá. Dạ. Dạ vậy cô cho con hỏi cô thứ mấy ạ? À? Dạ cô năm. Dạ cô năm. Cô năm chắc hôm nay cũng lớn tuổi ha cô năm. 60 cũng bằng ngang ngửa của tuổi của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh này nha các bạn, một fan hâm mộ rất là lớn tuổi của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con cảm ơn cô Năm.
Con chào cô ạ. Cô tính đưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Bình Dương luôn ạ. Chắc đi không nổi rồi. Dạ, chưa nắng rồi cô ơi, rất là mệt. Chạy xe không nổi. Dạ, dạ. Xa quá. Dạ. Dạ. Thôi như vậy là đã có tấm lòng rất là cao quý rồi cô ơi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, chúc cô thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Có một cô lớn tuổi rất là hâm mộ chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha các bạn. Và hiện tại bây giờ rất là đông. Giờ này rất là nắng và nóng và mệt mỏi nha các bạn. Vì Di rất là thần tượng nghệ sĩ ưu tú chú Vũ Linh nên hôm nay Di sẽ quay toàn cảnh đêm tiễn biệt, ngày tiễn biệt chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Để sẵn dịp này Di quay cho các bạn xem về toàn cảnh về ngày đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện tại bây giờ chưa rất là nóng luôn nha các bạn. Yeah. Thank you. Thank you. Huh? Thank you. Oh, you're welcome. Yeah. Right. Get out of your way this time. Right. Okay. Yeah. Yeah. Cảm ơn một người nước ngoài rất là ok. Thank you. Yeah. Một người bạn nước ngoài đang đứng và đưa tiễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì thấy anh ấy đứng rất là lâu ngay một khung giữa để mà chờ mà đưa tiễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về với đất mẹ. Hai đứa.
Hiện tại bây giờ rất là đông mọi người nên Duy không thể nào vào phía trong để quay toàn cảnh cho các bạn xem được. Thì các bạn thông cảm cho Duy nha. Các bạn cũng thấy rồi đó, rất là đông mọi người đứng phía ngoài. Và Duy muốn vào phía bên trong thì cũng rất là khó để quay cho các bạn xem toàn cảnh, khung cảnh làm buổi làm lễ, buổi động quan, buổi động quan. Buổi đồng quan linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các bạn thông cảm cho Duy nha. Đó, các bạn cũng thấy đó, Duy quay phía ngoài rất là đông mọi người. Các bạn cũng thấy rồi đó, rất là đông luôn nè. Mọi khán giả, khán thính giả đang đứng ở ngoài để chờ đến giờ đưa tiễn linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về Bình Dương, đó là nghĩa trang nghệ sĩ. Vì có nghe được thông tin là mộ của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ sát bên nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ nha các bạn. Thank you.
Dạ. Rất là đau buồn ha hai con, rất là đau buồn luôn. Vì bắt năm vài bước thôi. Dạ. Đây là hai cô ở xóm của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đưa tiễn chú một đoạn để chú về nơi an nghỉ cuối cùng nha các bạn. Sĩ ưu tú Vũ Linh nha các bạn, rất là đông mọi người, các bạn thấy không, rất là đông mọi người. Bây giờ linh cữu của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ về Bình Dương và nghĩa trang nghệ sĩ nha các bạn, rất là đông mọi người. Dạ, chứ không phải là nghĩa trang nghệ sĩ à, dạ mình xin lỗi các bạn, đây là nghĩa trang đưa linh cữu của chú linh cữu của chú Vũ Linh sẽ về Dĩ An Bình Dương, chứ không phải là nghĩa trang nghệ sĩ như ban đầu Duy nói. Có gì Duy xin cáo lỗi với các bạn nha. Rất là đông mọi người, rất là đông mọi người đang đưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, rất là đông mọi người, các bạn thấy không? Chị Dung là fan thâm mộ của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đi đưa tiễn anh chàng YouTuber đã lừa chị Dung 500.000 để mà mua một ly nước này và đưa 500.000 đi mất tiêu luôn nha các bạn. Mong anh chàng nào mà lấy 500.000 của chị Dung thì nên
Di chuyển đi, di chuyển đi anh ơi, xe rồi đó thôi. Xe sau này nó cứ đi tà tà đi lên nha, anh chưa có điểm được nha. Nếu mà đi trượt á, cứ đi tà tà lên đi xe này á. Gác vô ơi, cho xe đi nữa. Xe vô, xe vô, xe vô. Yeah.
Anh đi được, anh đi được luôn á. Được chưa? Mời con chọn gáp đi. Con sẽ chọn gáp gáp thôi, con đi luôn nè. Thank you.
nhiều khán giả yêu quý chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chào chị ạ. Chị không có xe đi đưa tiễn chị, chú. Chị chung là nghệ sĩ Kim Thoa, mà chị nghệ sĩ Kim Thoa đi ở trên xe vàng rồi kêu chị đi là xe ngoài mà nha. Người dân leo lên đông quá chị đi không được. Dạ. Như vậy là hồi chị sẽ đi xe riêng để chị không chị đi chung. Dạ. Chị đang đợi nè. Dạ. Người bạn của chị nghệ sĩ Kim Thoa đi chung. Dạ. Vậy chị có xe không? Em có xe Honda nè. Chị biết đường không? Biết, chị biết đường. Vậy chị đi với em không? Em cũng muốn lên chợ. Đi đi. Vậy ha, vậy chị đợi em đi xe em để chung cư nè. Rồi, okay. Vậy ha chị đứng đây nha. Rồi, ok. Vậy à. Dạ. Rồi, đi với em luôn đi chị. Em có nón không? Nón chị để ở trong cái này. Nón chị để đâu? Để chị gửi xe chắc ở chung cư luôn á. À, chung cư đâu? Nè, chung cư ở đây nè. Đó đó. Okay không? Không. Chị qua trực tiếp mình chị với lại nghệ sĩ Vũ Linh đó. Dạ. Vắng queo luôn, không được mở của chị. Vậy là đi một chiếc thôi, em đi chiếc xe em chở chị nha. Dạ. Còn hồi em đưa cho hồi em đưa chị về đây. Cái gì chị theo xe chị về cũng được. Dạ dạ. Mấy người này ở đây rồi ha. Dạ, không đủ xe rồi. Mấy người này là mấy người nhà này. Không đủ xe. Cho khán giả lên hết rồi. Cho khán giả lên hết rồi. Được luôn rồi. Dạ. Thua luôn rồi. Người ta đông quá mà xe hết quá. Đông quá. Này phải chơi 10 chiếc xe, chiếc 50 chỗ á. Thợ miêu hả? Tới hù không thấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ dạ. Tối quá họ không quay được. Dạ. Đi đi chị. Chung cư á, chung ở chung cư đâu rồi? À dạ dạ. Không, đằng kia đó, đằng kia. Đằng kia đừng đằng kia chút xíu. Đi chuyển anh ơi. Chị à? Dạ hả? À, có mình chị quay thấy không? Có cái chứng không giờ bị gót lại thấy không? Nhưng mà hôm nay rất là đông luôn rồi, tập trung quá trời nhiều. Gót lại nè. Gót lại đi về, bỏ đâu mà. Gót lại. Chưa ăn không? Có xe rồi, có xe rồi. Xe rồi, đi về mà. Đi, 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 dạ. Tại vì chặn mà chặn lại để cho đưa di cũ của chú Vũ Linh đó. Chị đang ở đâu đây? Chung cư đây nè chị. Cho em qua ăn cái đi anh, cho em qua ăn cái đi anh. Đây chị. Hai bên lại luôn, cho xe lại qua. Chơi chị. Các em tên gì? Dạ. Dạ Duy Kawasaki. Diện hồi ra cũng cà nhất rồi chị. Hả? Đợi giãn giãn tí xíu không? Ai biết em. Rồi sau đây. Vì cũng cà nhất, đem xe ra cũng nhất nhất à. Dạ. Đi lần lần sao? Đi lần ngay đi mà.
con. Tại giờ rất là đông mọi người đang kẹt xe các bạn ơi. Kẹt xe quá trời rồi. Chiếc xe đi. Chào con, ngoan nha. Đi với em luôn đi chị. Em có nón không? Nón chị để ở trong này. Nón chị để ở đâu? Chị gửi xe đâu ta? Để chị gửi xe chắc ở chung cư luôn á. Chung cư đâu? Nè, chung cư ở đây nè. Đó đó. Không nghe không? Ừ. Bữa đó tối á, bữa đó tối mấy tay với chị qua trực tiếp mình chị với lại nghệ sĩ Vũ Linh á. Dạ. Gắn que luôn cho điện thoại của chị. Vậy hả chị? Dạ. Vậy là đi một chiếc thôi, em đi chiếc xe em chở chị nha. Dạ. Còn hồi em đưa cho hồi em đưa chị về đây. Cái gì chị theo xe chị về cũng được. Dạ dạ. Mấy người này gót ở đây rồi ta. Dạ không đủ xe rồi. Mấy người này là mấy người nhà này. Không đủ xe. Cho khán giả lên hết rồi. Cho khán giả lên hết rồi. Dạ. Thua luôn rồi. Người ta đông quá mà xe hết quá. Đông quá. Này phải chơi 10 chiếc xe, chiếc 50 chỗ á. Thợ mèo hả? Tới hồ không thấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ dạ. Tối quá họ không quay được. Dạ. Đi đi chị. Chung cư á, chung ở chung cư đâu rồi? À dạ dạ. Không, đằng kia đó, đằng kia. Đằng kia đằng kia chút xíu. Di chuyển anh ơi.
gót lại thấy không? Nhưng mà hôm nay rất là đông luôn rồi, tập trung quá trời nhiều. Gót lại nè. Gót lại đi về, bỏ đâu mà. Gót lại. Có xe rồi, có xe rồi. Xe rồi, đi về mà. Hồi nãy 9:30 á. Dạ. Tại vì chặn mà, chặn lại để cho đưa di cũ của chú Vũ Linh á. Chị đang ở đâu đây? Chung cư đây nè chị. Cho em qua ăn cái đi anh, đây á chị. Chơi chị. Các em tên gì? Dạ. Dạ Duy Kawasaki. Nói chuyện ngồi ra cũng cà nhất rồi chị. Hả? Đợi giãn giãn tí xíu không? Đợi tiếp em. Rồi sau đây. Vì cũng cà nhất, đem xe ra cũng nhất à. Dạ, đi chạy không được không? Nó hết được rồi đó. Dạ. Bởi vì sao được. Được không? Đi lần sau đó được hay gì? Được không? Đi lần sau. Dạ, ngay đi mà. Rất là đông mọi người đang kẹt xe các bạn ơi. Kẹt xe quá trời rồi. Xe đi con ngoan nha.
bây giờ Duy đi lấy xe nha.